Những món đồ chơi độc trên ô tô giúp giải nhiệt ngày nắng nóng. Các tài xế có thể giải nhiệt cho ô tô của mình bằng nhiều loại đồ chơi độc gắn trên xe giúp giảm nhiệt ngày nóng. Một quạt thông gió auto cool. Thời gian gần đây, nhiều tài xế sử dụng quạt thông gió auto cool. Sản phẩm này chủ yếu chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhiệm vụ chính của auto cool là tự động hút luồng không khí nóng, tồn động, ô nhiễm trong xe ra ngoài, giữ không khí trong xe luôn mát mẻ thông thoáng cách gắn auto cung lên xe cũng không quá phức tạp đầu tiên bạn chỉ cần hạ kính xuống treo auto cung vào cửa kính từ phía trong xe tiếp đến dùng răng cao su để làm kín phần hở giữa kính và khung cửa với nguyên lý hoạt động nhờ vào năng lượng mặt trời để chuyển đổi thành cơ năng các cánh quạt trên auto cung nhanh chóng hoạt động và đẩy không khí bên trong xe ra ngoài trên thị trường loại đồ chơi này đang bán trực tuyến với giá dao động từ 250 đến 3 đến 300 nghìn đồng. Tuy nhiên, Do loại quạt này tạo ra khe hở giữa kính cửa sổ và mép trần xe dù đã được che bằng doan cao su lắp thêm nên người sử dụng cần lưu ý về mức độ an toàn trộm cắp do người bên ngoài có thể tác động vào bên. Trong hai máy hút mùi, lọc không khí, một loại đồ chơi khác cũng phổ biến không kém là máy hút mùi, lọc không khí sản phẩm này có công dụng khử mùi, lọc không khí trong ô tô giúp không khí trong lành hơn. Hiện loại đồ chơi giải nhiệt cho ô tô mùa nắng nóng này được bán ra thị trường với mức giá bán từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng. Ba máy tạo ẩm mini. Máy tạo ẩm mini cũng là một sản phẩm đang rất hot trong những ngày nắng nóng. Thiết bị có thể duy trì độ ẩm ổn định trên xe, cùng với các ion âm phát ra từ máy làm cho không khí trong lành hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dùng không nên sử dụng thiết bị trong thời gian dài vì có thể làm không khí bên trong xe quá ẩm gây cảm giác khó chịu cho người ngồi. Chỉ nên bật trong vòng từ 10 đến 20 phút xẹt lần tùy theo cảm nhận không khí của người sử dụng. 4 đệm tản nhiệt cho ghế ngồi ô tô. Ghế ngồi trên xe thường làm bằng chất liệu da nên rất bí và khó thoát mồ hôi nên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm đệm tản nhiệt cho ghế. Những tấm nệm có khả năng hút và thổi không khí mát vào toàn bộ phần lưng và phần hôn người lái Sản phẩm có mức giá từ 500 đến vài triệu đồng Hiện, trên thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều loại đệm ghế làm mát cho cả người lái xe và ghế phụ Loại ghế này được trang bị thiết bị hút và thổi không khí mát vào toàn bộ phần lưng và hôn người ngồi Có thể sử dụng loại đệm này thay thế đệm bọc ghế hầu hết các thiết bị này đều sử dụng nguồn điện từ ổ châm thuốc lá trên ô tô và được bán tại các cửa hàng đồ chơi xe hơi ở phố Trần Khắc Trân, Trần Quang Khải, chợ trời Hà Nội và cửa hàng phụ kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc người mua cũng có thể lướt web để đặt hàng qua các dịch vụ mua bán trực tuyến. Loại đệm có nhiều tác dụng này có giá bán từ 1,7 triệu đến 2 triệu tùy từng loại chất liệu. 5 quạt điện mini quạt điện mini 12V cũng là một trong các món đồ xuất giải nhiệt nhanh chóng bên trong ô tô, nhất là thời điểm nắng nóng kéo dài. Loại quạt máy điện mini 12V dùng ngay điện bằng tổ ô tô đặt ngay trong cabin, vị trí thích hợp nhất là đặt tại vị trí sát người tài xế lái xe.